Mày còn đứng đây làm gì? Không xuống mà lấy xe đi nhanh lên. Nhanh lên. Ôi trời ơi, mất 20 phút rồi đây này. Mày còn đúng 10 phút để tạo hiện trường giả thôi đấy. Rồi ông kia đến rồi, làm thế nào bây giờ? Mày đừng có làm ầm lên nữa. Để tao suy nghĩ đã. Anh ơi, cho em hỏi tí. Nước này là nước gì đấy ạ? Nước chanh. Nước chanh anh mua bao nhiêu tiền? 60. Anh bán lại cho em nhé. Nhanh nhanh sang tiền. Cái gì? Anh ơi, anh thông cảm. Trường hợp khẩn cấp. Anh ra mua hộ em 2 bịch khác nhé. Anh thông cảm, em cảm ơn. Cúi đầu xuống. Cái gì? Mày điên à? Nước chanh đấy. Ôi, nước đến đít rồi mà còn kén cá trong canh. Nhanh lên không lão nghi bây giờ đấy. Cúi cái đầu xuống. Anh Sơn. Anh. Anh chờ em lâu chưa? Sao anh gọi điện em không nghe máy? Anh tưởng tối nay em ở nhà cơ mà. Em vừa mới tắm xong. Đi cùng Phương Anh ra đằng sau mua ít đồ linh tinh của con gái mà. Đang khuyến mại, Kim nó ham rẻ mua luôn một lố anh ạ. Em mới thay dầu gội đầu mới à? Vâng, hương chanh anh ạ, thơm không? Lên nhà thôi. Phương Anh. Dạ. Tối không đi xe ôm à? Dạ không, hôm nay em ế khách. Lại có rồi ạ. Hai người cứ tự nhiên. Chào. Em có hẹn với cả chị thiết kế váy cưới. Anh ở nhà một mình ngoan nhá. Lát nữa về em thưởng cho. Nói thật đi, em định đi đâu? Em đã nói rồi mà, em đi thử váy cưới. Cái gì đây? Hả? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh không muốn em đi nhảy sexy dance. Em hứa với anh mà không bao giờ thực hiện lời hứa. Em xin lỗi. Không phải là em muốn nói dối anh đâu. Em chỉ sợ anh buồn rồi anh lại suy nghĩ lung tung thôi. Em làm được rồi đấy. Em không chỉ làm anh buồn mà em còn làm anh quá thất vọng. Nhưng mà nó cũng chỉ là một môn thể thao giải trí thôi mà. Có gì phản cảm đâu. Cái gì? Việc em khoe thân cho tất cả mọi người xem mà là giải trí á? Nhưng mà em thấy nó đẹp với hay mà. Nói tóm lại, em là vợ của anh, em phải biết nghe lời chồng. Em là phụ nữ, nhưng mà em cũng là con người. Em muốn có không gian riêng của em. Em muốn được làm những gì mình thích, chơi với người mình muốn. Hôn nhân không chấp nhận không gian riêng tư. Em không tôn trọng anh, em không tôn trọng cuộc sống hôn nhân. Em chỉ thích làm những điều mình muốn thôi. Anh mới chính là người không tôn trọng em. Nhiều mẫu váy cưới đẹp thế, chọn cái nào bây giờ? Thật lòng không ai, chỉ mãi yêu em riêng một mình em. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em, không tiếc nuối không đổi thay. Mình yêu nhau anh nhé, trọn đời bên em. Điều đó với anh. Anh anh chờ em lâu không? Em vừa chọn cho anh một bộ vest cưới đẹp cực kỳ luôn. Lát hai đứa mình đi thử nhá. Em xin lỗi vì đã chọn mà không hỏi ý kiến của anh. Nhưng mà anh bảo chắc chắn là đẹp. Kim. Anh có chuyện muốn nói với em. Không phải chuẩn bị thêm thứ gì nữa đâu em ạ. Đám cưới sẽ không diễn ra. Thời gian qua, anh và em đã cố gắng để thay đổi bản thân, nhưng thật sự là mệt mỏi lắm em ạ. Chuyện anh và em nên dừng lại ở đây thôi. Anh xin lỗi.